nó bậy là bị mua tệ hết đó. Cảm ơn Tân nha. Hello mọi nước mắt không rơi được đâu khi tất cả những gì em sống cho chỉ còn gì đâu. Hello nhóc Ken, hello mọi người nha. Chào mọi người mới vô nha. Kích là bạn sẽ ra khỏi phòng luôn á, bạn sẽ không bao giờ vô phòng được các bạn, hiểu không? Nếu bạn bị kích là bạn sẽ không bao giờ vô phòng được á. Hello gió. Vì anh là gió sao mãi đi tìm mãi hằng hờ. Chào mọi người nha. Dạ chút xíu em mới ăn. Hello gió. Vì cái tên gió làm cho em nhớ một người cũng có tên gió vậy á. Thôi bị bắt cười luôn á. Thôi ghi bằng tiếng Việt đi cha ơi. Ghi bằng tiếng Việt đi, ghi bằng tiếng Anh không biết đọc đâu. Vì ai là gió sao mãi đi tìm mãi hằng hờ. Chắc là gió đó rồi phải. Nói chung là ai mất lịch sự thì kệ họ đi. Mình cấm họ một lần chứ mình không cấm họ bao nhiêu lần đó mà. Chào mọi người nha. Vì anh là gió sao cứ mãi đi tìm mãi hững hờ. May ở đây. May là em đây nè. Em là mây đây nè, mây đây nè, mây đây nè. Mọi người giúp em làm vụ đi mọi người, còn có nhiêu nữa đâu. Hello đã tủ. Còn có 700 mấy nữa à. Có 600 mấy rồi, giúp em đi mọi người. Anh gió giúp em đi anh gió. Anh gió giúp em đinh gió. Anh gió dễ thương, đáng yêu giúp em ơi. À, giúp em đi mọi người. Vì anh là số cơ mà.